Tổng quản lý Châu, nhìn thử xem, người con gái vẫn luôn nhảy với ông nhà tôi là ai thế? Ngô tiểu thư ngày càng trở nên xinh đẹp. Tôi cũng thường nghe bố tôi nhắc tới ông. Chờ chút nha. Ông chủ địch, không để ý tôi và Lệ Tư tiểu thư, nhảy một khúc chứ. Tất nhiên là được rồi. Được được, phu nhân của ông đang chờ bên đó. Ngô tiểu thư thất lễ rồi. Con bé này lâu quá không thấy cháu. Bữa tiệc tới nay vốn dĩ mời cháu tham gia, nhưng sợ làm phiền cuộc sống mới của cháu nên cuối cùng đành vậy thôi. Nhưng cháu tự đến, chú Châu cũng vui lắm. Vậy sao chú Châu? Cháu nghĩ có lẽ chú không được vì chú ghét cháu, có phải không? Chú Châu, lúc trước các chú đều đối xử với cháu rất tốt, mua sô-cô-la cho cháu, còn tặng cháu đồ đẹp, cũng có thể kiểm tra bài tập giúp cho cháu. Nhưng giờ không được thế nữa, tất cả đều thay đổi rồi. Chuyện của bố cháu không chỉ ảnh hưởng đến cháu, Lệ Tư, mọi người đều nhớ đến bố cháu đã chăm chỉ làm việc thế nào, cho nên không quá tính toán đến sự sai lầm cô ấy. Nhưng cũng không có nghĩa ông ấy chưa từng gây tổn thương cho mọi người. Nhưng mọi thứ không liên quan đến cháu, là lỗi của cháu sao? Giống như hôm nay cháu âm thầm đến là hy vọng mọi người có thể tha thứ cho cháu, nhưng cháu đã sai rồi. Mọi người vẫn ghét cháu như vậy. Nhìn xem, vẫn nghiện rượu, giống như vũ nữ vậy. Hôm đó nó quậy phá vậy, còn ông chủ nào sẽ mua cổ phiếu của ngân hàng hộ trữ? Đúng vậy, nó không biết mất mặt là gì cả. Dựa vào mọi người cả. Xin chào, ông là sự trưởng Thiên của xưởng câu văn có phải không? Xin chào, tôi là tiểu thư Lệ Tư. Rốt cuộc muốn làm gì? Có dựa vào đâu mà uống sâm banh ở đây vậy? Tôi không quen biết cô. Tôi cũng không quen biết cô. Nhưng tôi vừa biết cô chính là con gái của Ngô Trí Phất. Ngô Trí Phất ăn hối lộ, sợ tội tự sát. Khoản vay nông nghiệp của ngân hàng hộ trưởng, điều gì hắn mới đột nhiên gián đoạn? Người nhà quê tôi bị ép đến nhảy sông tự tử. Đây đều là nghiệp do Ngô Trí Phất tạo ra. Cô thân là con gái hắn, không sám hối chuộc tội, còn ở đây uống rượu mua vui, thật là không biết xấu hổ. Lệ Tư, đi. Khoản vay nông nghiệp của ngân hàng hộ trữ, hơn 600 hộ nông dân ở 42 thôn của Giang Tô và Chiết Giang, điều này do Ngô Trí Phất một mình đề ra ý kiến. Tôi tin rằng người ở đây không ai không biết. Còn vì sao khoản vay nông nghiệp bị ngắt đoạn, tôi tin các vị ngồi đây trong lòng tự có đáp án. Chúng ta đi. Còn đau không? Không đau nữa. Dì chị, xin lỗi. Gia thế của em khiến anh mất mặt rồi. Tại sao em muốn tham gia bữa tiệc tối nay?
Là vì bố em sao? Rõ ràng em biết em phải đối mặt với điều gì, nhưng em vẫn muốn chịu đựng. Còn anh đồng ý đi với em vì anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Lệ Tư, thực ra em không cần che giấu điều gì với anh cả. Khoản vay nông nghiệp của ngân hàng Hậu Trưởng, sao anh lại biết? Những số liệu đó chuẩn xác như vậy. Lúc trước Long Doanh muốn triển khai vay nông nghiệp, nên anh đã nghiên cứu một chút. Ở trước mặt em, anh cũng không cần phải che giấu điều gì. Tiêu Văn Khuyển, qua đây. Em về nhà trước đi, anh không tiễn em nữa. Bác trai, cho biết gọi bác là bác sao? Sao còn dẫn loại phụ nữ đó tới đây? Khiến tất cả người có tài có đức trong bữa tiệc tối này của bác cũng không bằng một cái tát của cô ta. Xin lỗi bác trai, cháu cũng không ngờ là cô ta lại kích động như vậy, còn đến cả Trình phu nhân. Ngày mai cháu sẽ đi xin lỗi trưởng quỹ Trình. Cháu quen trưởng quỹ Trình à? Xưởng điều chế thuốc của cháu do trưởng quỹ Trình đầu tư. Cái gì? Chuyện lớn như vậy cũng không nói cho bác một tiếng. Chuyện lớn như vậy cháu tưởng bác sẽ biết. Văn Khuyển à, Văn Khuyển, bác mới mặc kệ cháu được một lúc thôi, vậy lúc quan trọng thế này còn không biết thương lượng với bác, cháu thật là. Bác trai à, cháu, cháu đã nói với bác nhiều lần cháu muốn xây xưởng điều chế thuốc, nhưng bác luôn khuyên cháu dẹp bỏ ý định này, càng đừng nói đến đầu tư tiền cho cháu. Điều quy trình rất hứng thú với nguyện vọng của cháu, lại rất hợp với cháu, cháu mới khởi động chuyện xây xưởng. Với lại gần đây bác bận chào bán cổ phiếu của Hội Trưởng, lễ động thổ xây xưởng của cháu cũng không thể đến, cháu cũng không dám làm phiền bác. Cháu mời ta tham gia lễ động thổ nhà xưởng đã không nhắc đến việc ngân hàng Long Doanh đầu tư, là trưởng quỹ Trình dạy cháu phải không? Sao trưởng quỹ Trình lại dạy cháu được chứ? Bác trai, ngân hàng nào đầu tư quan trọng lắm sao? Khó lắm cháu mới xây được xưởng, bác không vui cho cháu sao? Cháu đó, anh hiểu việc cho dây nông nghiệp của ngân hàng Hậu Trưởng là gì? Xem cái này, ở đâu ra thế? Giáo sư Lục, ông ấy hy vọng anh hiểu em hơn. Hiểu em hơn à? Đến Trùng Khánh quan sát một tuần rồi, hôm nay gọi điện với Lệ Tư vì tôi đã công tác đột xuất, bỏ lỡ bài phát biểu nên Lệ Tư không vui, hủy bỏ tư cách làm bố của tôi. Từ nay về sau xưng anh em với tôi. Hôm chúng ta kết hôn, em nói sẽ không nhắc đến việc mình là con gái của Ngô Trí Phất. Em nói muốn rũ bỏ quá khứ, nhưng anh biết em vẫn nhớ về quá khứ, vẫn tin tưởng bố em trong sạch. Anh cũng tin. Anh tin tưởng bố em không phải là kẻ ăn hối lộ, tham ô một nát. Đừng có vì em mà nói những lời này. Anh không phải là vì em, mà là vì em và bố em thực sự rất giống nhau. Ngày hôm đó lúc tản bộ, em đã nói với anh, nếu muốn giúp đỡ một người phải xem người đó hướng tới điều gì, rồi giúp người đó theo đuổi thứ đó. Ở trong thư, bố của em luôn nhắc tới giáo sư Lục rằng
Lợi ích lớn nhất của tư bản không phải tiền tài phú quý, mà là sự ủng hộ kẻ có học theo đuổi lý tưởng, hoài bão hiện thực. Là mọi người đã khiến anh nghĩ thông. Một kẻ tư bản hối lộ tham ô một nát sẽ không nói ra những lời này. Thậm chí anh chưa từng gặp ai làm ngành tài chính nào khác giải thích tư bản như thế. Xem ra giáo sư Lục đưa thư cho anh. Là đúng rồi. Ông ấy đã làm rất đúng. Nếu ông ấy không đưa anh những bức thư này, anh vốn không biết được em đã mất điều gì. Em đã mất đi một người bố có tấm lòng cởi mở, một người mẹ tính tình hiền hòa. Em mất đi gia đình của mình. Lệ Tư, để anh cho em một ngôi nhà nhé. Mặc dù anh không biết có thể thay thế quá khứ của em hay không, nhưng ít nhất có thể bù đắp. Cho anh một cơ hội đi, có được không? Diệt Trị, tấm lòng của anh em hiểu cả. Nhưng Xin lỗi, anh vội vàng quá rồi. Em nghỉ ngơi sớm đi. Em nghỉ ngơi sớm đi. Đến thu dọn cho. Bye.
Lệ Tư. Ông chủ, chào buổi sáng. Có thấy phu nhân đâu không? Phu nhân không nghỉ ngơi trong phòng sao? À quý, sáng nay thấy phu nhân ra ngoài không? Ông chủ, tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu nhé. Được. Lệ Tư, em hối hận sao? Em ra ngoài mua đồ ăn sáng. Anh tưởng em hối hận rồi. Vậy chúng ta cùng đi. Chúng ta ra ngoài cả buổi như vậy cũng không báo cho Quế và Thiếp Dư một tiếng. Liệu họ có sốt ruột không? Em ra ngoài sớm như vậy cũng không nói với anh. Không sợ anh sốt ruột sao? Chuyện đó em thấy vẫn ổn chứ? Không phải, anh không phải hỏi em cảm giác tối qua như thế nào. Anh hỏi em giờ em thấy ổn không? Ăn quạch thánh của anh đi. Lệ Tư, Tình phu nhân, tổng quản lý Châu có vấn đề rồi. Ông chủ Trác và xưởng trưởng Thi lật lọng rồi sao? Vâng, ông chủ Trác nói bất động sản Quán Phong cần thu hồi vốn, chuyện mua cổ phần tạm thời gác lại đã. Còn về xưởng trưởng Thi kia, tôi đã không liên lạc được với ông ta rồi. Toàn là thư ký của ông ta nghe điện thoại thôi. Tôi hỏi ông ta có chuyện cổ phần, khi nào có thể xác định mua, mà ông ta không nói rõ, chỉ thoái thác thôi. Lời nói không đáng tin. Không mua thì không mua, tôi cũng không bán cho họ nữa đâu. Tám phần là Ngô Lệ Tư giở trò. Anh Tiêu, anh nghe ngóng thử xem. Làm rõ chuyện Ngô Lệ Tư mượn điều nhảy, rốt cuộc nói gì với họ. Được, đợi đã. Phó tổng quản lý Tiêu, Ngô Lệ Tư đó có từng tìm anh không? Dạ không có. Không sao. Tổng quản lý Châu, giờ tôi đã là người của anh rồi. Dù cô ta có tìm tôi cũng có tác dụng gì được chứ? Huống chi cái chết của Ngô Trí Phất cũng không liên quan đến chúng ta. Được, làm việc đi. Văn Khuyển à? Được đấy, cảm ơn bác. Làm việc có trật tự, có hiệu quả. Bác, mời đi bên này. Được.
Giang Khuyển ban đầu khuyên cháu nói chuyện bán hàng xây xưởng như bác sai rồi. Bác khiêm tốn rồi. Không, không phải là khiêm tốn. Thân là trưởng bối của cháu, đương nhiên bác phải bồi thường kịp thời, cố hết sức hỗ trợ cháu. Như vậy từ giờ cháu có thể chấm dứt quan hệ với ngân hàng Long Doanh. Chi phí cho xưởng sản xuất được sau này sẽ do chúng ta, ngân hàng hội trữ phụ trách. Bác à, hợp tác của cháu với ngân hàng Long Doanh vẫn tốt mà, không cần dừng lại đâu. Cháu biết là bác ủng hộ cháu, cháu xin ghi nhận. Nhưng nếu giờ chi phí đã được lo đầy đủ, không cần phiền phức vậy. Chúng ta sao có thể, sao lại phiền phức được? Đây là chuyện cơ bản nhất. Ta là tổng quản của ngân hàng hội trữ, không ủng hộ cháu ruột của mình, trái lại để cháu đi vay tiền từ tay người khác, vậy hợp lý không? Như vậy người khác sẽ thấy bác thế nào, thấy ngân hàng hội trữ thế nào? Nhưng mà thưa bác, trưởng quỹ Trình đã quen cháu từ khi mới làm, lợi nhuận của xưởng đang rất là tốt. Theo lý nên báo đáp, nếu cháu đột ngột dừng hợp tác ngay lúc này, vậy không phải là, vậy không phải là vong ân phụ nghĩa sao? Không lẽ bác không có ơn với cháu, không có nghĩa với cháu sao? Xem sổ sách nhà nào mà lại vui vẻ thế. Sổ sách này không hiếm thấy, cũng không có chuyện gì vui. Làm việc của cậu đi, nói ra nghe thử đi. Chuyện quy trình, tôi có chuyện gấp muốn nói với anh. Sự trưởng Châu, mời ngồi. Có chuyện gì thế? Tôi muốn chấm dứt hợp tác với ngân hàng Long Doanh. Tại sao? Tại vì chuyện này tôi là đã có gì xảy ra mà tôi không biết sao? Ảnh hưởng đến xưởng khiến anh thấy không vui, hay là bác tôi quyết định để ngân hàng hội trữ đầu tư vào xưởng dược? Tôi sẽ bồi thường cho anh. Tôi biết mình không nên làm vậy, nhưng mà tôi thực sự hết cách rồi. Chuyện quy trình, xin lỗi. Đợi đã. Vậy thì xem ra việc dừng hợp tác không phải là ý của anh, đúng không? Vậy sao anh vẫn nghe theo yêu cầu vô lý của bác anh? Chu Quý Trình, có phải là thấy tôi hèn lắm không? Nhưng tôi không thể nói lời chống đối bác mình, càng không thể làm chuyện ngỗ nghịch. Tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ bác chăm sóc cho cuộc sống của tôi. Bố tôi bị lao đã lâu rồi, gia đình điều trị cho mấy đã không còn tiền, vẫn luôn là bác trả tiền học phí cho tôi. Không có bác, tôi đã bỏ học từ lâu rồi, càng đừng nói tới thi vào trường khoa hóa học, đại học gì đó. Học được những kỹ năng này, tôi hiểu. Anh tôn trọng bác anh, anh kính trọng bác anh, vậy nên anh không nỡ phụ sự mong đợi của ông ta. Thực ra bác tôi không trông mong vào sự nghiệp của tôi như là Chu Quý Trình, cũng không hiểu lý tưởng của tôi như anh. Nhưng bác rất ít khi đưa ra yêu cầu với tôi. Lần này tôi không thể làm trái ý ông ta. Tôi hiểu cho cái khó của anh. Lần này là trường hợp đặc biệt, tôi chấp nhận yêu cầu của anh. Các khoản vay và bồi thường đều phải tuân theo hợp đồng, nếu không ngân hàng Long Doanh cũng không còn uy tín. Theo hợp đồng, bất kỳ bên nào muốn kết thúc hợp đồng trước phải đền bù thiệt hại cho đối phương theo điều khoản. Hơn nữa, phải cho đối phương 15 ngày để chuẩn bị sổ sách rút vốn đầu tư. Anh thấy có được không? Điều này rất hợp lý, tôi đồng ý. Được.
Dương Quý Trinh, tôi hy vọng chúng ta vẫn là bạn. Đương nhiên. Hôm nay trông cô hơi khác. Sao tôi lại hơi khác? Không phải quần áo, là người. Trông cô hơi khác. Tôi khác chỗ nào? Không nói ra được. Dù sao cũng là khác. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Anh nghe ngóng cho tôi chưa? Xưởng trưởng Thi của xưởng Câu Văn và ông chủ Trác của bên Quán Phong, họ có một cổ phần của ngài Hậu Trữ không? Không mua tí nào. Có điều tôi rất tò mò, sao cô có thể công khai đường hoàng để họ thay đổi chiến lược kinh doanh? Là do tự Châu Quang Hiển sơ hở trăm bề, tăng giá trị gấp vốn, hứa chi qua hồng, điều kiện hậu đãi, nhưng lại yêu cầu những cổ đông ấy sau này phải hoàn toàn từ bỏ quyền bỏ phiếu đối với các việc liên quan tới ngân hàng. Tôi cũng chẳng cần phải nói gì, chỉ cần hỏi bừa một câu. Lỡ đâu chú Châu và bố tôi giống nhau thì phải làm sao? Rút củi dưới đáy nồi, chẳng trách họ nửa đường bỏ cuộc. Nhưng còn một điểm tôi thấy cũng rất hiếu kỳ. Xưởng trưởng Thi và ông chủ Địch đồng ý mua cổ phần vì ngân hàng Hậu Trữ có lợi nhuận tăng trưởng ổn định, đúng là có lợi thật. Nhưng mà sau khi bố tôi xảy ra chuyện, ngân hàng Hậu Trữ giống dĩ không còn ưu thế. Châu Quang Hiển lấy đâu ra tiền lãi? Lợi nhuận từ chỗ nào? Ý cô là có khả năng cho Quang Hiển để dùng tiền của ngân hàng đầu tư vào và cuộc làm ăn không thể để người ta biết. Hơn nữa bố tôi chắc chắn cũng biết bí mật của cuộc mua bán này, nên mới có cuộn phim như Tiêu Bá Trọng nói đến. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ cuộn phim đó rốt cuộc ở trong tay ai. Trước đây cô bảo tôi điều tra Trình Diệt Trị. Tôi điều tra rồi, anh ta và Châu Quang Hiển có liên quan tới nhau. Trình Diệt Trị vừa bỏ một khoản tiền giúp đỡ một giảng viên khoa hóa học của Đại học Thượng Hải mở xưởng thuốc. Giảng viên này tên là Châu Văn Khuyển, là cháu trai của Châu Quang Hiển. Ngân hàng Hậu Trữ này có khác gì ăn cướp đấy chứ? Chúng ta xây nhà xưởng cho Châu Văn Khuyển khó lắm mới có lời, ông ta lại muốn dựa vào đâu mà muốn dơ hết chứ? Dựa vào ông ta là bác của Châu Văn Khuyển, có ơn dưỡng dục, vậy độc đoán quá rồi, vô liêm sỉ. So với việc ngồi đây mắng chửi chi bằng cậu hay nghĩ kỹ xem. Châu Quang Hiển làm quản lý không phải ngày một ngày hai, ông ta hiểu rõ quy tắc đầu tư và cho dây vốn, nhưng ông ta thà phá hỏng quy tắc vì muốn lôi kéo xưởng thuốc của Văn Khuyển dưới danh của ngân hàng Hậu Trữ. Cậu thấy lý do là gì đây? Lẽ nào là vì việc kêu gọi cổ phần của ngân hàng Hậu Trữ không thuận lợi, nên họ muốn mượn danh xưởng thuốc Văn Khuyển để người đầu tư có hứng thú tin tưởng họ hơn? Đây cũng là một khả năng. Nhưng cậu đừng quên có một tin vô cùng quan trọng khác. Châu Văn Khuyển phát minh ra thuốc phục lệnh, mà đến giờ chúng ta vẫn chưa điều tra rõ thuốc này làm sao để sản xuất và lưu thông im ắng tới vậy. Anh nghi ngờ Châu Quang Hiển à? Nhà Châu Văn Khuyển điều chế thuốc là bác sĩ Châu Nhân An, cậu biết đó là ai không? Con trai của Châu Quang Hiển. Châu Quang Hiển nhận ra đây là cơ hội làm ăn cũng không lạ, mà ông ta khống chế Châu Văn Khuyển vậy, thái độ khiến người ta vô cùng nghi ngờ. Chúng ta phải nhân lúc chưa bắt đầu phòng bị, điều tra rõ việc này trước. Thế anh lựa chọn chủ động thoái vốn để họ giảm bớt phòng bị.
Người anh em đi với tôi một chuyến đi. Việc gì? Đói rồi chứ? Ngày trước lúc bố em làm việc đến khuya mới về, em đều chuẩn bị bữa đêm cho ông. Sao tay anh lạnh vậy? Có cần lấy thêm quần áo cho anh không? Vậy nhờ Trịnh phu nhân chọn lên cho anh đi. Cái gì mà choàng lên chứ, phải mặc vào. Mặc cho nghiêm chỉnh đấy. Sao vậy? Hình như có gì bây giờ mắt. Để em xem. Gì thế? Thích em. Ghê quá à. Dũng quỷ, em bắt được tên buôn thuốc kia rồi. Theo hắn nói là lấy hàng ở cửa sau quán Khả Tụng Dương, đường Kha Đức. Tối qua đã đến đó, đợi đến hơn 2 giờ sáng cũng không thấy ô tô đi qua. Còn nữa, tên buôn ấy nói tiền hàng này được gửi đến thùng thư số 4407. Tối qua em cử người qua đó rồi, tiền đặt ở trong mà không thấy ai đến lấy. Nằm trong dự đoán, các bang phái điều tra mấy tháng cũng không biết kẻ đứng sau. Vậy cũng thấy được người này vô cùng cẩn trọng cảnh giác. Bây giờ mỗi manh mối đều không có thu hoạch, 15 ngày sợ không đủ, nên ta phải thay đổi tư duy, dùng cách phỏng đoán ngược lại. Nếu giờ đã xác nhận được sự hoài nghi về cho quan hiểm buôn thuốc phiện mà còn được lợi từ nó, vậy ta cần nghĩ xem ngân hàng hội trữ sẽ biến lợi nhuận từ việc buôn bán thuốc phiện thành khoản tiền hợp pháp để tiền ăn nói với cổ đông. Em hiểu rồi, giống như là đại lão gia hợp pháp quá, lợi nhuận của sòng bạc ở đường tất quân vào ngân hàng, bên ngoài bo bo giữ chặt, nhưng chỉ cần lật lớp áo ngoài có thể thấy điều ẩn sâu bên trong. Chào ông, tôi là Mao Phục Tinh, của xưởng thảm trải Qua Thái ở Thiên Tân, là bạn của tổng quản lý Trần chi nhánh Thượng Hải. Anh ấy giới thiệu tôi đến đây để xin ông giúp đỡ vì việc cổ phần của ngân hàng hộ trữ. Đây là danh thiếp của tôi. Tuy Bác Trọng đã nhậm chức nửa năm ở Thiên Tân, nó sẽ hiểu về giới thương nghiệp ở Thiên Tân hơn người thường. Ông ta có thể sẽ thăm dò cậu. Nghe danh công ty Thảm Trải Qua Thái đã lâu. Thảm Trải Qua Thái ngưỡng mộ đã lâu. Dạo này các cậu còn hợp tác với công ty Len Uyển Ký không? Sau đó cậu phải giả vờ vô cùng kinh ngạc. Phó tổng quản lý Tiêu cũng biết công ty Len Uyển Ký sao? Sau đó tiếp tục giả vờ buồn bã. Công ty Thảm Trải Qua Thái đã dừng hợp tác với công ty Len Uyển Ký mấy năm nay rồi. Ông cũng biết công ty Len Uyển Ký sao? Tất nhiên là biết. Chúng tôi đã dừng hợp tác mấy năm. Len Uyển Ký làm ăn gian dối, sớm đã không còn là công ty Thảm Trải gian danh qua Bắc ngày đó nữa rồi. Kinh doanh Thảm Trải ở Thiên Tân này không dễ dàng đâu. Chúng tôi đang phải xuống phía Nam đầu tư đây. Vừa hay thị trường ở Thượng Hải sôi động vô cùng. Cậu Mao nói đúng lắm. Chỉ là không biết quý xưởng định dùng phương thức gì và mua bao nhiêu cổ phần của ngân hàng hội trữ chúng tôi. Cái này còn phải xem lợi nhuận của quý ngân hàng. Dù sao chúng tôi cũng từ Thiên Tân tới,
lạ nước lạ cái với bên này. Nếu phó tổng quản lý Tiêu có thể công khai một số khoản mục. Cậu Mao, tôi hiểu ý của cậu rồi. Cậu hy vọng chúng tôi có thể công khai tài liệu các mục đúng chứ? Vậy thì phải mong cậu Mao thông cảm rồi. Mọi tài liệu khoản mục của ngân hàng hậu trữ đều phải thông qua quyết định của toàn bộ hội đồng quản trị mới có thể công bố. Thế nên yêu cầu này của cậu. Nhưng mà có một việc tôi có thể đảm bảo với cậu, đó là lợi nhuận của ngân hàng hậu trữ tương đối hậu hĩnh, chắc chắn sẽ không phụ kỳ vọng của quý xưởng. Phó tổng quản Tiêu, ông làm vậy là khiến tôi khó xử rồi. Lần này tôi đến hơi vội vã, ngày mai tôi đã phải rời khỏi Thượng Hải. Tôi mà không thu hoạch được tin tức gì mang về, e rằng cũng khó ăn nói với cấp trên. Phó tổng quản lý Tiêu, hay ít nhiều ông cũng phải cho tôi xem ngân hàng hậu trữ rốt cuộc có các kiểu cho dây nào và những loại lợi nhuận tiêu biểu nào. Như vậy tôi về tiện ăn nói hơn, đúng không? Cậu Mao, tôi hiểu ý của cậu. Cậu đợi chút nha. Cậu Mao, mời cậu xem. Cậu dán rau giả này cho cũng được đấy. Đừng nhắc tới nữa, ngứa chết đi được. Suýt nữa bị lộ rồi. Vẫn chưa bị lộ mà. Nói đi, sao? Ông ta cũng không dám cho em xem nhiều, chỉ cho em xem bản biểu lợi nhuận đại khái. Nhưng em nhớ năm công ty đầu là xưởng luyện kim Quy Phong, công ty bất động sản Quỳnh Sơn, công ty dầu gạo Phúc Mãn Đường, xưởng bông Lục Khả, xưởng xi măng Tam Hòa. Cậu chắc chắn thứ tự không sai chứ? Em chắc chắn. Công ty dầu gạo Phúc Mãn Đường có lợi nhuận còn cao hơn xưởng xi măng Tam Hòa. Hai thạch lúa nếp Tống Giang, ba thạch lúa nếp Trần Đường, lúa nếp thành phố sao có một thạch? Ông chủ Cát, bánh tổ Trương Ký nhập hàng chỗ ông đều phải là loại lúa nếp thượng hạng. Tôi khuyên ông nên để hai thạch lúa nếp thành phố thì an toàn hơn. Được, ông chủ Lâm quyết định vậy đi. Vậy tôi ghi lại cho ông nha. Được rồi, cáo từ. Ông chủ Cát đi thông thả. Được, được. Ôi trời, trưởng quý Trình, xin mời, xin mời. Trưởng quý Trình, hôm nay ngọn gió nào đưa cậu đến chỗ tôi? Ông chủ Lâm à, ông mới là ngọn gió đó chứ. Tôi có việc muốn nhờ giúp đỡ. Xin hỏi gạo tẻ vô tích cho anh bán thế nào? Tôi muốn đặt gấp 20 thạch. Xin lỗi, cho chúng tôi không nhận đơn hàng gấp. Mỗi đơn hàng bình thường sẽ được phát trong vòng 25-40 ngày. Đặt tí gạo thôi mà cần chờ lâu vậy sao? Cửa hàng gạo khác nhiều nhất chỉ 10 ngày thôi. Vậy hay anh đến chỗ khác đi. Này cậu, cậu nói chuyện như vậy là muốn đuổi khách sao? Không muốn làm ăn nữa hả? Có chuyện gì vậy? Quản lý vị này muốn đặt hàng gạo, nói là hàng cần gấp. Hai vị này, xin hỏi hai vị muốn đặt loại gạo gì? Chúng tôi muốn đặt 20 thạch gạo tẻ vô tích. Xin đợi một lát, tôi kiểm tra trong kho cái đã. Xin lỗi anh, gạo tẻ vô tích đã hết rồi. Gạo tẻ đồng lý thì sao? Chắc phải có gạo tẻ đồng lý chứ. Phúc nhất cửu, phúc tam cửu, phúc nhị tam. Xin lỗi, gạo đồng lý cũng hết rồi. Gạo tẻ đồng lý cũng hết.
Loại thường nhất tự thanh thì sao? Xin lỗi, cũng đã hết hàng. Sao để hết hàng vậy? Phúc mãn đường nhập hàng đã tốt còn muốn tốt hơn. Chưa từng có hàng ấy, cung không kịp cầu, kho tạm hết hàng là chuyện bình thường. Dù là mấy loại đấy không còn, chắc gạo tẻ Bắc Phú phải còn đấy chứ. Xin lỗi, cũng hết hàng rồi. Chú Quý Trình, chúng ta đi thôi. Cảm ơn. Ông chủ Lâm, cửa hàng Phúc Mãn Đường này thế nào? Việc kinh doanh của họ đúng là tốt tới mức không đủ để bán. Tôi không nghĩ họ buôn bán tốt, mà tôi nghĩ họ vốn dĩ không giống đang làm ăn. Ông chủ Lâm, anh thấy tiệm Phúc Mãn Đường này thế nào? Họ thực sự làm ăn tốt tới mức có thể bán hết toàn bộ sao? Tôi không cho rằng họ làm ăn tốt đâu, mà cảm thấy họ căn bản không giống đang làm ăn. Sao lại nói vậy? Cậu nghĩ xem. Gạo vô tích, gạo đồng lý và nhất tự thanh thông thường mà tôi hỏi đều là những loại gạo phổ biến trên thị trường. Nhưng họ lại nói trong kho hết rồi. Nếu đổi lại là bất kỳ tiệm gạo nào, đây cũng là điều khó mà có thể xảy ra. Vậy nên tôi đã để ý, họ quản lý ở đó có gạo Bắc Phú không? Họ kiểm tra kho rồi báo không có mà. Đây chính là vấn đề. Có một loại gạo tên là Bắc Khảm và một loại gạo tên là Châu Phú. Từ nhỏ tôi lớn lên từ trong đống gạo mà. Trước giờ cả thành phố Thượng Hải chưa từng có loại gạo nào tên là Bắc Phú. Cái tên đó là tôi bịa ra thôi. Ông chủ Lâm, thực sự anh đã giúp tôi một việc rất lớn đấy. Dì chị, nước nóng đun xong rồi. Em mau đi tắm đi. Được. Em trả lương cho chồng em có được không? Anh đùa thôi. Em mau đi đi. Bí mật bị chôn vùi, cuối cùng vẫn nổi lên trên mặt nước. Thì ra cuộc phim đó có liên quan tới Châu Quang Hiển, có liên quan đến thuốc phiện. Tình dị chị không hề cảm thấy thoải mái chút nào. Anh biết rõ vạch trần bất kỳ bí mật nào đều có thể liên quan tới tai họa ngầm khi xưa, gây ra nguy hiểm mới. Anh không thể để Lệ Tư đến gần bí mật quá. Anh sao vậy? Em vẫn đang nghĩ đến việc của bố em sao? Lệ Tư, anh sẽ rửa quan cho ông ấy, trả lại sự trong sạch cho ông ấy. Chuyện này anh sẽ làm giúp em. Sao anh lại nói đến chuyện này? Anh chỉ muốn em biết có anh ở bên em.